Hi, chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách sử dụng máy dò kim loại do bên mình tự chế nhé. Và ở đây là vị trí của cái hộp pin nè. Các bạn dùng ngón tay ấn và kéo xuống như thế này để mở nắp pin ra. Ở đây mình sử dụng loại pin vuông 9V, có bán rất là phổ biến trên thị trường. Và các bạn chỉ cần lắp pin đúng vào vị trí cực âm và cực dương trên hộp đế pin là được. Các bạn dùng ngón tay để đẩy pin lên, ăn khớp vào hộp của đế pin nhé. Và lưu ý là khi các bạn lấy pin ra, chúng ta không được dùng ngón tay đẩy nại pin lên như thế này. Chúng ta chỉ cần sử dụng ngón tay của mình để kéo pin ngược xuống là được. Ở đây là cái nút vặn công tắc nguồn on off và cũng đồng thời là nút để chúng ta có thể chỉnh độ sâu dò tìm. Và bên đây là cái nút để chỉnh độ nhạy của máy dò. Và ở đây là hai cái bu lông để chúng ta có thể gắn máy dò vào trong tay cầm. Đây là đế dò tín hiệu L2PV. Đây là phiên bản mình cải tiến từ L1PV lên L2PV nên cấu tạo của nó rất là cứng cáp và chắc chắn, các bạn yên tâm nha. Đây là dây và phần sắt được để các bạn có thể kết nối với module. Ở đây là cái khớp để chúng ta có thể kết nối phần đế dò với tay cầm. Mình sử dụng ống nhựa PVC có đường kính là 21mm để làm tay cầm. Với phiên bản này thì các bạn có thể điều chỉnh được góc nghiêng của đế dò. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ kết nối module với đế dò. Các bạn chỉ cần cắm hai sắt này lại với nhau. Và khi tiến hành điều chỉnh thì chúng ta sẽ đặt cái đế dò này cách xa cái vật thể làm bằng kim loại trong vòng bán kính 2m và cách xa module ra nhé. Ok, để mở nguồn chúng ta sẽ vặn cái nút màu vàng này theo chiều kim đồng hồ và các bạn sẽ thấy đèn nguồn sáng lên. Để điều chỉnh được độ sâu dò tìm thì các bạn sẽ vặn cái nút màu vàng này theo chiều kim của đồng hồ. Chúng ta sẽ vặn cho đến khi nào nghe được âm thanh tín hiệu như thế này thì dừng lại. Sau đó các bạn từ từ vặn ngược lại cho mắt đem thanh này. Ok, và sau bước này thì chúng ta đã có thể sử dụng được rồi. Để tăng thêm độ nhạy thì chúng ta sẽ tiến hành vặn cái nút màu đỏ này tương tự như là nút màu vàng theo chiều kim đồng hồ là tăng và ngược lại là giảm. Ok, và như vậy là các bạn đã chỉnh được độ nhạy của máy dò rồi. Khi mà chúng ta vận hành chiếc máy này ở trong một cái môi trường có nhiều vật làm bằng kim loại xung quanh thì máy nó sẽ rất là nhạy và nhớ tín hiệu như thế này. Để giảm bớt đi cái độ nhạy đó thì chúng ta chỉ cần vặn cái nút màu đỏ này ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nào mất đi cái tiếng đó là ok.